Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đi xử lý phần validate form, cái mà chúng ta đã đang làm ở buổi trước. Thì buổi trước chúng ta đã hoàn thiện cái form quản lý sản phẩm rồi. Đây, form để chúng ta thêm thông tin sản phẩm. Được chưa các bạn? Tiếp tục ở buổi này thì chúng ta sẽ đi xử lý validate nó. Thì ở đây chúng ta sẽ cần validate những thông tin gì? Thì chúng ta sẽ bắt buộc là phải nhập thông tin tên sản phẩm, select danh mục và meta title và cuối cùng là giá của sản phẩm. Chúng ta sẽ phải quy định những cái thông tin này. Được chưa các bạn? Thì để quy định những thông tin này thì chúng ta sẽ làm như sau. Quay trở lại đây. Chúng ta sẽ mở code của form lên. Thì ở đây chúng ta sẽ mở cái phần sublime lên. Chúng ta sẽ mở code của sublime text lên như thế này. Và chúng ta sẽ vào phần form, view form. Ở đây. Thì các bạn biết là trong 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 view element chúng ta muốn sử dụng validate form thì chúng ta sẽ sử dụng một cái rule. Đây, cái rule này đã được khai báo ở đây. Và mình sẽ cần định nghĩa thêm một cái biến rule ở đây nữa. Đây, cái rule này nó sẽ giúp chúng ta quy định về các thông tin cần validate và cái cột các input chúng ta validate thì chúng ta sẽ dựa vào cái prop ở trên này, prop name ở đây. Được chưa các bạn? Cụ thể ở đây chúng ta sẽ validate ví dụ như là chúng ta sẽ quy định name bắt buộc phải đăng nhập thì chúng ta mới cho phép set. Thì ở đây chúng ta sẽ quy định thuộc tính require ở đây sẽ là true như thế này. Được chưa các bạn? Message sẽ là, ví dụ mình để là vui lòng đăng nhập tên sản phẩm. Đó, được chưa các bạn? Và ở đây cái một cái trigger có nghĩa là nó sẽ gọi đến cái validate này khi nào. Thì ở đây mình sẽ để là blue. Đó, ok chưa? Rồi, lúc này các bạn sẽ nhìn thấy này, quay trở lại đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là đối với những cái input mà được quy định là require thì nó cũng sẽ hiển thị dấu chấm than ở đây. Đó, lúc này các bạn sẽ thấy này. Đó, chúng ta sẽ validate, nếu không validate nó sẽ báo lỗi như thế này. Được chưa? Tương tự cho phần select. Tương tự cho select thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ quy định cái thông tin này cho select. Đó, thì chúng ta sẽ để là vui lòng nhập URL của sản phẩm này. Đó, được chưa bạn? Chúng ta sẽ đổi cái key ở đây sẽ là select. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quy định cho biến price. Price thì chúng ta sẽ quy định cái gì? Chúng ta sẽ quy định là price giá của sản phẩm, giá bán của sản phẩm. Đó, chúng ta sẽ quy định bắt buộc phải nhập giá bán. Thì cái này chúng ta sẽ để là blue hoặc là, rồi chúng ta giữ nguyên cái này. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quy định, cái này cực kỳ quan trọng cho sale nên là mình sẽ bắt buộc nhập cái này. Đây, ví dụ như vui lòng nhập tiêu đề sale thế này. Đó, cái mà chúng ta quy định cái key kia nó sẽ phụ thuộc vào cái prop name này các bạn nhé, các bạn nhớ nhé, nó sẽ phụ thuộc vào prop name. Đây, cái key ở trong rule này nó sẽ chính là prop name, vui lòng nhập tiêu đề sale chẳng hạn. Sale. Đó, được chưa? Sau đó chúng ta chạy nó lên. Chúng ta chạy nó lên này. Bây giờ nếu chúng ta muốn là nhấn submit thì nó sẽ phải nhận cái validate đấy. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ đi tạo ra một cái form, tạo ra một cái method validate. Chúng ta sẽ làm như sau. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi đến một cái method validate như thế này. Chúng ta định nghĩa một cái gọi là validate.
Validate được chưa các bạn? Ở trong validate này chúng ta sẽ quy định một cái gọi là form name đấy. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ gọi đến git trở đến cái gì? Trở đến refer như thế này. Refer và chúng ta truyền cái form name vào. Đó. Sau đó chúng ta chấm validate, đây là cái cú pháp mà chúng ta sử dụng nó ở trong view element nhé các bạn nhé. Đó, và chúng ta sẽ có một cái biến này, một cái biến callback cho function này, đó là valid. Nếu mà cái này valid thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thực hiện công việc ví dụ như là chúng ta tạo ra một phương thức shape. Đó, được chưa? Và chúng ta gọi đến shape như thế này, this.shape. Đó, ok chưa các bạn? Thì trước khi chúng ta nhấn submit form, có nghĩa là chúng ta sẽ viết thêm cái sự kiện là khi người dùng click thì chúng ta sẽ gọi đến phương thức này. Đây, bây giờ chúng ta chạy thử nó lên nhé. Nếu mà người dùng không nhập gì vào nhấn thì nó sẽ phải báo validate cho chúng ta, nhưng hiện tại đang chưa được. Chúng ta kiểm tra xem chúng ta đang làm bị sai ở đâu. Khi nhấn validate này, chúng ta sẽ console log cái này lên, console log valid lên. Đó, để báo xem là nó đã valid hay chưa thì chúng ta chạy như sau. Đây, ở đây của chúng ta đang có một cái lỗi loading, có nghĩa là chúng ta chưa khai báo cái biến loading. Đây, vloading thì các bạn nhìn này, vloading bằng một cái biến loading ở đây. Mình sẽ định nghĩa một cái biến loading ở đây có giá trị default sẽ là false. Đó, chúng ta chạy lại lên nhé. Rồi, ok, lúc này chúng ta nhấn save. Chúng ta nhấn save, nó đang báo một cái lỗi, đó là không thể tìm thấy validate. Không thể tìm thấy validate này có nghĩa là nó đang chưa nhận được cái phần mà chúng ta vừa khai báo validate ở đây nhé các bạn. Đây, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại cái cú pháp này, git refer form name.validate. Đây, thì rõ ràng là nó đang chưa nhận được cái này. Thì vậy cái form name này của chúng ta sẽ phải truyền nó ở đây một cái tham số. Một cái tham số mà chúng ta truyền vào, nó sẽ bằng cái rep của cái form này như thế này. Đó, được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta chạy thử lên này. Rồi, nhấn save. Đó, thì nó sẽ phải như thế này. Được chưa? Đây, các bạn nhìn này. Nếu chúng ta nhấn save, đó, thì nó sẽ phải nhận được cái validate. Ok chưa? Rồi, bây giờ nếu giả sử chúng ta đã xử lý xong được cái validate rồi, người dùng đã nhập đủ thông tin rồi, có nghĩa là như thế này. Sau khi mà người dùng họ nhập đủ thông tin rồi thì chúng ta sẽ thực hiện công việc save. Và ở dưới save này chúng ta sẽ lấy ra được cái gì? Chúng ta sẽ lấy ra được thông tin của sản phẩm mà chúng ta cần thêm, this.product. Đó, như thế này. Bây giờ chúng ta thử nhé. Chúng ta ép 12 lên để chúng ta nhìn. Đây, được chưa? Ví dụ như là iPhone 12. Chúng ta chọn danh mục của nó sẽ là Apple. Đó, được chưa? Chúng ta quy định là sản phẩm nổi bật. Ví dụ đây sẽ là iPhone 12 như thế này. Meta description. Đó, chúng ta để là Apple cho keyword này. iPhone 12 này. Giả sử như vậy. Đây sẽ là thông tin chi tiết sản phẩm. Nhấn save. Đó, mỗi lần nhấn save xong thì chúng ta lấy ra được thông tin của sản phẩm như thế này. Được chưa các bạn? Phần giá này, ví dụ chúng ta để là 28 triệu. Chúng ta sẽ nhấn submit lại này. Đó, các bạn nhìn thấy này, chúng ta sẽ lấy ra được tất cả những thông tin mà chúng ta vừa nhập. Vấn đề bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải gọi nó lên server để mà save nó vào trong database. Thì quay trở lại cái form này, để gọi được lên server, hay nói cách khác là để chúng ta làm việc được với API, thì các bạn sẽ phải định nghĩa cho mình một cái file ví dụ như product.js ở đây.
product.js ở đây chúng ta sẽ có một cái file để gọi lên API tương tự với, nó sẽ tương tự với phần category, nhưng cái mà chúng ta gọi lên nó là product. Nên chúng ta sẽ định nghĩa ở đây một cái phương thức, thứ nhất là phương thức store này nó sẽ truyền lên với cái URL của chúng ta sẽ là product như thế này. Vì chúng ta đang sử dụng REST API nên là các bạn sẽ thấy là làm việc với phần nào chúng ta sẽ nhớ được cái link này rất là dễ dàng, do cái quy tắc đặt tên của nó cũng sử dụng mà thằng Laravel nó quy định thì nó cũng giúp chúng ta dễ nhớ hơn, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái store này, thì chúng ta sẽ phải import được cái form này vào, thì chúng ta sẽ import nó vào đây như sau. Chúng ta sẽ import ở đây sẽ là store s, gọi là store product chẳng hạn, được chưa các bạn? Từ đâu chúng ta sẽ import nó từ API product đó, được chưa các bạn? Store product, lúc này chúng ta muốn sử dụng cái store product chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng nó ở trong shape như thế này. Thì ở hàm shape chúng ta sẽ quy định như sau: khi người dùng store thì chúng ta sẽ truyền thông tin sản phẩm lên như thế này, được chưa các bạn? Gen, chúng ta nhận lại được một cái biến callback và response, có nghĩa là chúng ta nhận được cái thông tin sản phẩm ở, vừa thêm được ở đây, được chưa? Và ở cái response này chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà cái rest.data.code này, được chưa, mà bằng 200, đây là cái kết quả mà server trả về nhé các bạn nhé. Nếu bằng 200 thì sao? Thì chúng ta sẽ chuyển nó về đâu? Chúng ta sẽ chuyển nó về trang danh sách sản phẩm đây. Thì chúng ta sẽ chuyển nó như sau. Chúng ta sẽ gọi đến là zip, sử dụng router ở trong view thôi, router.push.push, và trong đây chúng ta sẽ truyền vào một cái name như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đã là product.index. Rồi, nó lại quay trở lại đây, chúng ta sẽ thực hiện. Đó, các bạn thấy là code nó cực kỳ ngắn gọn, nó sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ xử lý như sau. Ví dụ mình thêm một cái sản phẩm này. Đây, chúng ta sẽ thêm một cái sản phẩm, ví dụ như là iPhone 12. Đó, danh mục là Apple, giá bán 28 triệu, được chưa? Là sản phẩm 13, tiêu đề iPhone 12. Đó, bán iPhone 12 tại Hà Nội chẳng hạn. Rồi, đây chúng ta sẽ để là các keyword như thế này: điện thoại, iPhone. Đó, được chưa? Giờ đây chúng ta để một nội dung test là thông tin sản phẩm iPhone 12. Rồi, lúc này chúng ta nhấn save. Đó, chúng ta save thành công thì nó sẽ đẩy về trang danh sách. Nhưng ở trang danh sách lúc này các bạn nhìn thấy là chúng ta đang chưa có gì cả, được chưa? Chúng ta chưa có gì. Thì chúng ta xem là thực sự đã có được sản phẩm ở trong database chưa, có được cái sản phẩm mà chúng ta vừa save hay chưa. Thì chúng ta sẽ làm nó như sau. Chúng ta sẽ đi thực hiện lấy ra danh sách sản phẩm ở màn hình danh sách nhé các bạn nhé. Đó, thì chúng ta sẽ làm nó như sau. Đây, chúng ta sẽ lấy ra danh sách sản phẩm này. Thì ở đây chúng ta sẽ phải viết một cái API để chúng ta lấy ra list sản phẩm, được chưa các bạn? Mình sẽ để là own như thế này. Đó, mình sẽ để là on với cái phương thức của chúng ta, nó sẽ là get. Đây, sẽ là vẫn là URL này nhưng nó là get. Và đây chúng ta sẽ là para như thế này. Đó, được chưa? Bây giờ chúng ta quay trở lại trang danh sách sản phẩm này. Đây, quay trở lại đây, chúng ta sẽ lấy ra danh sách sản phẩm như thế nào. Thì chúng ta sẽ lấy như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ phải import cái gì? Chúng ta sẽ import own với một cái gọi là guest product như thế này. Guest product. Đó, được chưa các bạn? From cái gì?
thì chúng ta sẽ from nó từ API cho đến product như thế này. Đó, được chưa? Và ở trong đây chúng ta sẽ viết ra một cái phương thức. Phương thức này nó sẽ làm gì? Chúng ta sẽ viết ra một phương thức để lấy ra danh sách sản phẩm như sau. Đây mình sẽ chỉnh lại cái intent đây. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh lại như thế này. Đây, ở đây chúng ta sẽ viết ra một cái ví dụ như là get product như thế này. Đó, được chưa các bạn? Rồi, và chúng ta tạo ra một cái created. Created là nó sẽ chạy trước khi mọi thứ được load. Đây, được chưa? Ngay sau khi nó active cái component này thì thằng created nó sẽ chạy đầu tiên. Nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là read cho đến get product như thế này. Trong get product thì chúng ta sẽ gọi đến cái phương thức get product của cái API. Đây các bạn nhé, chúng ta đặt tên ở đây chấm then. Đó, nó sẽ nó red cho API như thế này. Và chúng ta console log cái red này lên. Sau khi các bạn định nghĩa xong như vậy rồi, các bạn vào đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái danh sách dữ liệu mà chúng ta lấy được từ server. Đây chính là danh sách sản phẩm. Thì ở đây chúng ta đang có một cái lỗi nữa, đó là nó liên quan đến phần pagination. Phần pagination này, tạm thời mình sẽ comment đi đã. Chúng ta sẽ xử lý nó sau. Phần pagination này nó sẽ giống như phần category thôi, nên là cũng không có gì đặc biệt ở đây cả. Lát nữa mình sẽ giới thiệu hướng dẫn các bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy sau khi load xong này, nó sẽ lấy ra được danh sách sản phẩm ở đây. Được chưa? Và công việc của chúng ta là chúng ta sẽ phải đổ danh sách đó ra. Được chưa các bạn? Thì ở đây chúng ta đang sử dụng cái phần list với cái biến là category, nên là chúng ta sẽ phải thay đổi ở đây. Nó sẽ phải là product ở đây như thế này. Product có S nhé các bạn nhé. Danh sách sản phẩm. Phần loading của chúng ta cũng nên định nghĩa một cái. Loading có rồi này. Thì mỗi lần chúng ta định nghĩa ở đây thì chúng ta sẽ lấy ra được cái gì? Chúng ta sẽ lấy ra được product sau khi mà chúng ta load được. Ok chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Và này chúng ta sẽ read cho đến product và chấm rest như thế này. Read product có S nhé. Rest chấm data chấm product. Thì ngay lập tức các bạn sẽ lấy ra được thông tin của sản phẩm, những sản phẩm mà chúng ta vừa làm. Đây, load lại. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy ra được danh sách sản phẩm này. Đây, được chưa? Và chúng ta sẽ đi đổi cái column để chúng ta lấy ra đúng cái thông tin của nó hơn. Ví dụ đây, select này, danh mục. Danh mục thì nó sẽ là cái gì? Đó, thì phần danh mục này chúng ta sẽ lấy nó ra. Được chưa các bạn? Tiếp theo chúng ta sẽ lấy được cái gì ở đây? Chúng ta sẽ lấy ra được giá bán, price. Đó, e-future. E-future này chúng ta sẽ sử dụng một cái khái niệm đó gọi là formatter. Đây, formatter. Mình sẽ để đây là get future chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ định nghĩa cái get future ở dưới này. Một phương thức get future ở đây. Và chúng ta sẽ truyền vào đây sẽ là product. Đó, các bạn nhìn thấy mỗi lần chúng ta sử dụng cái formatter kia thì chúng ta sẽ lấy ra được cái list product như thế này. Đây, cụ thể trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy ra được cái product. Ở đây nó đang bị undefined thì do chúng ta sử dụng cái formatter đang chưa chuẩn. Chúng ta kiểm tra xem là cái formatter chúng ta đang dùng như thế nào. Thì quay trở lại đây, get future này, formatter chỗ này sẽ không phải là function. Đó, chúng ta sẽ quy định lên như thế này. Sau đây chúng ta chạy lại này. Đó, thì formatter nó giúp cho chúng ta mỗi lần duyệt qua danh sách các sản phẩm để chúng ta lấy được từng sản phẩm. Và cái chúng ta cần ở đây là future. Chúng ta sẽ check như thế này. Chúng ta sẽ check như thế này. Chúng ta sẽ nếu là product.eFuture
thì chúng ta sẽ return nó về gọi là sản phẩm nổi bật. Đây là nổi bật. Đó, được chưa các bạn? Trái lại thì chúng ta sẽ return về một giá trị như thế này. Đó, chúng ta chạy lên. Đây. Đó, thì nó đang là sản phẩm nổi bật. Được chưa các bạn? Có tồn kho hay không? Có nghĩa là cái còn hàng không đấy. Nếu mà hết hàng thì cái tồn kho này chúng ta sẽ là get stop như thế này. Định nghĩa một cái get stop, được chưa? Và chúng ta cũng sẽ quy định nếu mà còn hàng thì chúng ta có product in stock ạ. Product in stock. Ví dụ đây, nếu mà in stock thì nó sẽ ghi là hết hàng. Hết hàng như thế này. Trái lại thì chúng ta sẽ là còn hàng. Còn hàng. Được chưa các bạn? Thì ở trên đây chúng ta sẽ có một cái formatter cho tồn kho này. Chúng ta bỏ cái prop đi vì không cần cái này nữa. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là formatter như thế này. Formatter ở đây chúng ta sẽ là get stock. Đó. Được chưa? Chúng ta chạy thử nó lên. Đó, thì đây sẽ là còn hàng. Được chưa bạn? Đây sẽ là giá bán URL đây. Danh mục thì chúng ta sẽ show nó lên như thế nào? Thì phần danh mục chúng ta sẽ show lên. Vì danh mục của chúng ta thì chúng ta sẽ phải xử lý join bảng để chúng ta lấy ra được tên danh mục. Ok chưa? Mà phần API của chúng ta thì hiện tại đang, chúng ta xem là phần API này có trả về tên danh mục hay không. Thì hiện tại là đang chưa trả về. Đó, được chưa? Với cái phần danh mục này có lẽ là chúng ta nên show một cái thông tin nó quan trọng hơn. Một thông tin nó quan trọng hơn. Ví dụ như mình sẽ show một cái giá bán chúng ta show rồi, sản phẩm nổi bật show rồi này. Đó, đây. Ở đây phần danh sách này không cần quá nhiều thông tin, có thể các bạn show ảnh cũng được. Được chưa? Còn nếu các bạn muốn show tên danh mục thì các bạn sẽ phải join bảng. Join bảng và lấy ra name. Tạm thời mình sẽ bỏ đi à. Đây. Tạm thời mình sẽ bỏ đi như thế này. Thì chúng ta sẽ có phần này. Đó, chúng ta sẽ có phần list, nó sẽ nhìn nó thoáng hơn như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, cụ thể là chúng ta đã làm xong phần này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thêm một vài sản phẩm vào để chúng ta xử lý phân trang, được chưa? Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thêm sản phẩm như thế này. Ví dụ như chúng ta sẽ test sản phẩm phẩm số 01 chẳng hạn. Đó. Rồi chúng ta chọn danh mục Apple 1 triệu. Chúng ta thử để hết hàng nhé, xem thông tin gì nó sẽ hiển thị lên. Đây. Đó. Test sản phẩm 01. Đó. Chúng ta lưu lại. Đó, chúng ta có sản phẩm 01 hết hàng này các bạn này. Đó, được chưa? Và nó không phải là sản phẩm nổi bật. Ok chưa các bạn? Chúng ta test sản phẩm 02. Chọn danh mục là mobile chẳng hạn. 1 triệu. Đó. Nổi bật. Còn hàng, giả sử như vậy. Lưu lại. Đó, lúc này chúng ta có sản phẩm số 02. Chúng ta thêm một sản phẩm nữa là sản phẩm số 03. Đó, hết hàng, không phải là nổi bật, giả sử như vậy. 03. Chưa? Chỗ này chúng ta sẽ xử lý 03 như thế này. Rồi, đây chúng ta sẽ lưu vào. Đó. Rồi, ok, chúng ta có phần danh sách sản phẩm như thế này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý phân trang. Thì để phân trang thì chúng ta sẽ enable phần này lên. Nó rất đơn giản thôi. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có một cái phương thức là change page. Chúng ta định nghĩa ra một cái là change page. Thì chúng ta sẽ nhận cái đối số vào là page như thế này. Được chưa? Mỗi lần trên page thì chúng ta sẽ gọi đến get product. Đó. Được chưa các bạn? Và ở đây chúng ta sẽ có một cái là current page. Current page mặc nhiên nó sẽ là 1. Được chưa? Per page của chúng ta sẽ là 20. Thì lúc này per page mình sẽ đổi là 1 thôi. Đó. Được chưa? Total. Và cái total này chúng ta sẽ lấy được khi nào? Chúng ta sẽ lấy được khi mà chúng ta load được danh sách sản phẩm.
Có nghĩa là ở trong đây chúng ta sẽ gọi là read chấm cái gì, chấm total sẽ bằng cái gì các bạn? Thì chúng ta sẽ phải xem là cái red này của chúng ta này nó có những thông tin gì, data meta chẳng hạn. Đây, giả sử như vậy thì chúng ta sẽ xem cái list này, khi mà chúng ta lấy ra này thì chúng ta sẽ có danh sách sản phẩm ở đây như thế này. Đây, cái data mà server nó trả về nhé. Thì chúng ta xem ở phần network này, các bạn sẽ nhìn thấy là mỗi lần chúng ta lấy được thì server nó trả về cho chúng ta danh sách bao gồm data như thế này. Data và có meta, và chúng ta có total, per page và current page. Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ có data total như thế này. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ có data per page như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Được chưa? Rồi, rồi, ok, chúng ta sẽ chạy lên này. Chúng ta đang có một cái lỗi biến total. Total ở đây chúng ta đang bị lỗi. Chúng ta xem nào. This total này. Data.product này. Data.meta. Meta.total. Đúng rồi nhỉ? Đây. Rồi, ok. Mình sẽ console log lên để chúng ta xem thực sự là sai ở đâu. Console log chấm log đặt red này, chấm data này, chấm meta. Đó, được chưa? Chúng ta chạy nó lên. Đây, à, không lỗi nữa các bạn ạ. Rồi, ok. Lúc này chúng ta sẽ có thể lúc nãy nó chưa compile code xong nên nó bị lỗi. Đó, chúng ta sẽ chạy lên được như thế này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quy định là à, cái purpose này của chúng ta sẽ là 1, thì chúng ta sẽ không thay thế ở đây nữa. Đó, thì lúc này cái phân trang của chúng ta nó sẽ chỉ hiển thị một sản phẩm trên một trang thôi. Đây. À rồi, phần này của chúng ta nó đang để là như thế này. Thì chúng ta cũng sẽ phải thay đổi ở bên server để chúng ta hiển thị một sản phẩm trên một trang để chúng ta test đã các bạn nhé. Thì ở bên server này chúng ta sẽ, đây, chúng ta sẽ quy định API cho phần product như thế này. Đây, chúng ta xem ở trong phần product service thì chúng ta sẽ lấy ra được list get all đây. Được chưa các bạn? Được chưa? Limit này chúng ta lấy được ở đâu? Thì ở đây chúng ta đang fix cố định. Đó. Nên tạm thời mình sẽ sửa tạm ở đây sẽ là limit sẽ bằng 1 như thế này. Để chúng ta lấy ra mỗi lần chỉ lấy ra một sản phẩm thôi. Đó. Được chưa? Bây giờ công việc là chúng ta sẽ phải xử lý cho phần phân trang. Vậy phân trang ở đây chúng ta sẽ, mỗi lần chúng ta sẽ thay đổi như thế này. Và chúng ta cũng đồng thời định nghĩa zip chấm current page, lúc này nó sẽ thay đổi bằng cái page hiện tại. Đó, như thế này. Được chưa? Và ở đây phần get này chúng ta sẽ truyền đi một cái param sẽ là page sẽ bằng zip chấm current page. Đó, ok chưa? Thì các bạn sẽ thay đổi được danh sách sản phẩm mỗi lần chúng ta click phân trang như thế này. Đó. Đó, ok chưa các bạn, về trang 1 này. Đó, và cái biến loading ở đây nó sẽ được sử dụng khi nào? Ví dụ khi chúng ta bắt đầu gọi API thì chúng ta gán loading bằng true. Được chưa? Và sau khi mà hoàn thành đây, trả về rồi thì chúng ta sẽ viết chấm loading bằng false. Có nghĩa là không cho nó load nữa. Được chưa? Và chúng ta sẽ bắt ra trường hợp catch. Catch, nếu catch thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ this.loading cũng sẽ bằng false trường hợp bị lỗi. Đó, ok chưa các bạn? Chúng ta chạy nó lên này. Hai, đó, nó sẽ hiển thị cái phần loading như thế này. Đó, được chưa các bạn? Thì ở đây chúng ta đã xử lý xong cái phần phân trang nhé. Đây.
Ví dụ chúng ta thêm một cái sản phẩm này, chúng ta đang test là để một sản phẩm trên một trang, nên khi chúng ta thêm một sản phẩm mới thì nó sẽ hiển thị lên trang tiếp theo. Ví dụ như thế này, 2 triệu đó, chúng ta sẽ để thông tin sản phẩm số 4 này. Đây. Rồi, ok chưa? Các bạn sẽ thấy chúng ta có trang số 5 ở đây như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, vậy là chúng ta đã xử lý xong cái phần thêm sản phẩm, phần sửa sản phẩm, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm vào phần xóa sản phẩm. Ok chưa? Video này mình sẽ tạm dừng ở đây đã. Sau đó thì chúng ta sẽ làm tiếp phần kia các bạn nhé.